hôm nay mình có một món đồ mới muốn cùng các bạn bóc xem thử. Đó là bàn chải điện Ozan Vibron, loại Vitality Sensitive Clean. Hộp sản phẩm này gồm một thân bàn chải điện, hai đầu bàn chải để thay thế vào một củ sạc. Trên thân máy có ghi 2 phút tí nữa chúng ta sẽ check thử. Có mã vạch để kiểm tra này. Giờ mình cắt ra đã nhé. Tính cắt một đường rồi bóc mà không được các bạn ạ. Hộp chắc chắn lắm, phải cắt đủ 4 đường mới lấy ra được. Đầy đủ bàn chải, đầu bàn chải thay thế và củ sạc. Có giấy hướng dẫn sử dụng nữa này. Trong này có nhiều thông tin lắm. Chắc mình xem qua chỗ hình ảnh minh họa thôi. Hình ảnh hướng dẫn chúng mình lắp và khởi động máy. Đợi tí xem lại. Chúng ta xem bàn chải đã nha. Ở dưới đáy bàn chải là chân sạc luôn. Không biết sạc kiểu gì chứ nhìn mịn màng lắm. Không thấy chỗ tiếp xúc đồng. Bàn chải có đệm cao su dưới đáy nên đứng khá dễ. Bật thử xem. Tiếng kêu khá to nhỉ. Vòng quay nhanh và rung khá mạnh. Để mình kiểm tra thử xem 2 minus timer là thế nào nhé. Mình sẽ dùng đồng hồ bấm giờ chờ 2 phút xem có gì. Bàn chải có tự dừng hay không nhé. Bàn chải này cầm vừa tay, không quá nặng hay quá nhẹ. Có cao su bên ngoài nên không bị trơn. Lông bàn chải cũng vừa, theo mình thấy là không quá mềm hay quá cứng. Để xem 2 phút bàn chải có tắt không nào. À, hóa ra chạy đủ 2 phút thì bàn chải sẽ rung giật 2 lần để cảnh báo rồi chạy tiếp các bạn ạ. Không phải hẹn giờ 2 phút rồi dừng hẳn. Như vậy thì ai muốn đánh thêm thì tiếp tục đánh. Còn ai thường đánh răng 2 phút theo thời gian chuẩn thì bấm nút nguồn để tắt máy. Giờ mình sẽ cắm thử sạc. Có một vấn đề đó là chân sạc của bàn chải sử dụng dòng điện 110V các bạn ạ. Và ổ cắm gia đình thì là 220V. Vì thế phải có ổ cắm chuyển đổi mới sạc được. Để mình mở đầu bàn chải ra xem có gì. Trong đó có thanh kim loại, cũng dễ tháo ra lắp vào các bạn ạ. Mình thấy bàn chải nhỏ, như thế này sẽ dễ đánh sâu vào mặt trong và vào phía trong hàm răng. Giống như hình minh họa trên tờ hướng dẫn sử dụng này. Trong đây có hướng dẫn các bạn sau khi đánh răng phải tháo hẳn đầu bàn chải ra, để vệ sinh dưới vòi nước cho sạch. Còn chân sạc thì tránh tiếp xúc với nước. Nói chung tờ hướng dẫn này chúng ta cũng nên đọc qua trước khi dùng nhé. Giờ mình sẽ cho kem đánh răng vào xem. Mình thấy dùng bàn chải này sẽ tiết kiệm kem đánh răng hơn đó. Vì kích thước bàn chải nhỏ nên chỉ lấy kem được khoảng bằng một hạt lạc thôi. Ít hơn nhiều so với bàn chải thường.
Với việc xoay tròn như vậy và tiếp xúc với bề mặt răng, thì kem đánh răng sẽ tràn xuống hai bên và cả bên trong. Thảo nào tờ hướng dẫn sử dụng bảo chúng ta phải tháo đầu bàn chải ra rửa. Sau khi trải nghiệm thử bàn chải, thì mình thấy dùng bàn chải điện đánh răng sạch hơn nhiều so với bàn chải thường. Đầu bàn chải nhỏ lại xoay tròn nên đánh được từng cái răng, kể cả răng khểnh. Hơn nữa lại đánh được cả mặt phía trong lưỡi. Việc mà bàn chải thường to không làm được. Lần đầu tiên đánh xong súc miệng cảm giác như mới lấy cao răng. Thông thoáng. Có điều nếu ai răng yếu hoặc nhạy cảm quá thì cần tìm hiểu loại cho răng nhạy cảm. Vì máy rung sẽ tác động nhiều vào răng. Dùng lần đầu cũng hơi tê tê nha. Sau khi trải nghiệm thì mình thấy là dùng bàn chải điện thích hơn bàn chải thường. Máy này mình được tặng nên không biết giá chính xác. Nhưng đâu đó rơi vào từ 400.000 đến 600.000 nha. Mọi người có thể canh sale để mua. Nếu tiết kiệm mọi người có thể mua một máy để dùng cho cả nhà cũng được. Vì có thể thay đầu bàn chải mà. Chúng ta mua thêm đầu bàn chải để dùng là được. Có thể có nhiều hãng và mẫu bàn chải khác dùng thích hơn nữa mà mình chưa được dùng. Các bạn biết thì chia sẻ mã và giá vào comment cho mọi người cùng tham khảo nha. Hy vọng thông tin mình chia sẻ hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu dòng sản phẩm này. Chúc các bạn tìm được mẫu mã phù hợp nha. Like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại.